nhằm để các hội viên cựu chiến binh thị trấn Lang Chánh nắm rõ các kỹ thuật trong chăm sóc, phát hiện, phòng trừ bệnh cho ốc nhồi ngay sau khi thả giống được 2 tuần. Ngày 10 tháng 8, thị trấn Lang Chánh đã mời hội nông dân xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn và hộ chăn nuôi Phạm Duy Thăng, thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã thành công từ việc chăn nuôi ốc nhồi, cũng là đơn vị cung ứng giống cho hội viên cựu chiến binh thị trấn trực tiếp đến kiểm tra, hướng dẫn cách phòng bệnh, chăm sóc, cách ấp trứng ốc và theo dõi mật độ nuôi từ các mô hình của cựu chiến binh thị trấn đang triển khai thực hiện. Được biết, hội cựu chiến binh thị trấn Lang Chánh xây dựng mô hình nuôi ốc bươu đen hay còn gọi là ốc nhồi với trên 20 hội viên tham gia. Hiện tại, các hội viên đang triển khai nuôi với gần 30 vạn ốc giống được Ủy ban nhân dân thị trấn hỗ trợ bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Trước đó, đã có 6 hộ chăn nuôi thành công và có sản phẩm bán ra thị trường, tạo thu nhập cho gia đình hàng tháng. Nay thị trấn đã mở rộng mô hình này, hứa hẹn sẽ giúp người dân thoát nghèo. Qua tư vấn của ông Phạm Duy Thăng, thôn 1, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa về kỹ thuật tạt xê cho ốc khi ốc có biểu hiện nổi, đè lưỡi, ăn kém, bò ngang. Với bệnh này, bà con cho ốc ăn thêm lá xoan, lá đu đủ, đồng thời tăng thêm bèo cám, bèo tây, bèo tấm để phủ kín tráng nuôi, tạo nơi trú ẩn cho ốc. Nhận thấy được điều kiện về đất đai, nguồn nước đảm bảo nên trên địa bàn thị trấn Lang Chánh là rất phù hợp và có tiềm năng lớn để triển khai nhân rộng mô hình này. Từ cái lúc bắt đầu từ cái trứng nó nở ra thì kỹ thuật là mình làm lồng ấp. Đấy, khi nó nở ra là mình phải nuôi nó, chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn một tí, là cho lên cái tráng nhỏ và chỉ để cái độ sâu của tráng nó chỉ độ 30 đến 40 phân nước lúc có đầu con. Khi nuôi nó lớn lên trưởng thành ấy, thì nó hay bị cái bệnh xương vòi. Đấy, mà bị bệnh xương vòi của nó là người ta thường thường khi phát hiện sớm nó là nó bơi nghiêng, còn con ốc nó nằm nghiêng, nó không nằm ngửa. Đấy là nó bị bắt đầu nó bị ốm, thì mình phát hiện lúc đấy thì mình chữa là đảm bảo được 80% trở lên. Nhưng nếu mà mình phát hiện chậm, nó bị ngửa miệng lên thì chữa rất khó. Cho nên với những vấn đề này thì nó thường thường nó giao thời tiết là mùa từ tháng 5 âm lịch cho đến tháng 7 là nó hay bị cái bệnh này. Và đến mùa đông thì là từ mùa như vậy là tháng 9 cho đến tháng 10. Thì những cái trường hợp này mà chăn nuôi ốc ấy là phải lưu ý liên tục. Sáng ra là phải xem, tối lại là phải xem. Không may ảnh hưởng thì ta tạt đồng thuốc C xong một thời gian ngắn là mình cho ăn nó bằng lá xoan hoặc lá đu đủ. Nếu trường hợp mà đang khó nữa thì phải hớt ốc lên tráng, dùng một thuốc tím hoặc muối trắng của mình, loại muối biển. Thì là cứ một cái thìa ăn cơm của mình ấy, thì nó cái tầm độ 2g, 3g muối với 5 lít nước khoáng đều lên cho ốc ngâm vào đấy. Nhiều thì ta làm nhiều, mà ít ta làm ít. Ngâm tầm độ 10-15 phút. Sau mình cho ra nước bình thường cho ốc nghỉ. Nghỉ nước ốc bơi được thoải mái. Mình làm lại lần nữa, lần hai. Xong là bắt ốc thả xuống ngang. Thời gian như nói ban đầu có nghĩa là ngâm tầm 10-15 phút. Như thế là trong cái bệnh của nó chỉ có vậy. Đối với kỹ thuật ấp trứng ốc, các hội viên cựu chiến binh thị trấn cũng đã nắm được quy trình, cách làm khay đựng trứng, đưa trứng vào thùng xốp để ấp, thời gian nở và cách chăm sóc ốc mới nở. Ông Thăng chia sẻ, nuôi ốc không khó, nhưng bà con phải chịu khó theo dõi các bệnh thường gặp như tè lưỡi, sừng vòi, nổi trên mặt nước. Thấy ốc có biểu hiện khác thường thì kiểm tra theo dõi để kịp thời điều trị, sẽ giúp bà con yên tâm và đạt được kết quả cao nhất trong chăn nuôi ốc. Với kết quả từ việc chăn nuôi ốc đem lại cho gia đình có doanh thu hàng tỷ đồng một năm, ông Thăng đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả những người cùng tham gia học tập xây dựng mô hình một cách bền vững. Tôi mà ở trên khu vực này thì nói là thích nuôi lắm, nó sẵn lá. Nên là bà con trên này cũng nên cố gắng vì nuôi cái đây nó không ảnh hưởng kinh tế gia đình mấy. Giả sử như một vạn ốc mình mua 2 triệu đồng một vạn. Đấy, đến khi thành phẩm mình bán là nó được cái tầm 4 đến 5 tạ. 4-5 tạ thì mình có bán cho thương lái thì nó cũng được 9 triệu một tạ. Thì như vậy là 4 tạ, 9-4 là 6 triệu mà mua hết có 2 triệu. Còn công mình là chủ yếu đi hai lá cho ăn. Không mừng bất cứ cho ăn một thứ cám, thứ gì hết. Còn nếu mà ai muốn cho ăn cám thì lại phải có cái chương trình cho ăn cám. Mà không biết là cứ cám khô ném trong vầy là dễ dàng chết thôi. Đấy, có nghĩa là ngậm miệng lại phát là coi như là bị chết thôi. Vì còn ốc ấy là hệ thống của nó là nó ăn vào đường mồm mà nó thải ra đường mồm.
mà chết nghẹn cái là chết. Đấy, cho nên là bà con trên này cũng nên cố gắng làm mà cái nguồn trên này là nhìn nó rất đẹp. Mà tôi thì hơi xa, chứ tôi ở gần là thỉnh thoảng ai không may có cái bệnh của nó như thế nào là kêu tôi đến liền. Tôi rất thích giúp những nông dân nhà mình làm kinh tế cái việc này. Với những kinh nghiệm được chia sẻ trực tiếp, hy vọng 10 người ốc nhồi của hội viên cựu chiến binh thị trấn Lang Chánh sẽ mở thêm một hướng đi mới cho bà con nhân dân trên con đường tìm hướng làm giàu ở chính mảnh đất quê hương của mình.